Thế nên cảm ơn quý vị, và bây giờ trở lại câu chuyện với anh Nam Lộc. Thưa anh, như là Việt Nam có nói trước đây, cái chương trình tị nạn đã đóng cửa lại rồi, nhưng mà cái vai trò của giám đốc di trú của anh, tôi nghĩ rằng là anh đã về hưu nhưng mà anh vẫn cứ phải gắn liền với những cái hoạt động đó. Thế thì tại sao hội cứu người vượt biển họ vẫn cảm thấy rằng là cái sự quan trọng của sự góp mặt của anh Nam Lộc trong những cái chương trình di trú mà rất là khó khăn cho những người tị nạn mới sau này? Thưa Việt Nam và thưa quý vị, có lẽ là vì tôi là một trong những người làm việc lâu nhất trong cái lĩnh vực định cư người tị nạn. Trong cái Hội đồng Công giáo Hoa Kỳ, hôm mà tôi về hưu sau 40 năm làm việc, họ nói rằng có lẽ tôi là người già nhất trong lĩnh vực nghề nghiệp, là bởi vì không có ai mà làm liên tục 40 năm như tôi. Vì thế cho nên với cái kinh nghiệm của tôi đã được đi huấn luyện về luật di trú, về xã hội học, đặc biệt là vấn đề định cư. Định cư không có cái trường học nào ở nước Mỹ dạy cả. Tất cả hoàn toàn là do cái kinh nghiệm của những người làm công việc này. Bởi vì khi nước Mỹ bắt đầu đưa ra đón nhận người Việt Nam thì lúc đó cũng không có cái chương trình định cư, tự họ tạo ra. Thế rồi không ngờ từ lúc đó đến bây giờ biết bao nhiêu cái chương trình định cư và bao nhiêu cái chủng tộc đã đến Hoa Kỳ. Vì thế cho nên tôi được xem như là một trong những người có nhiều kinh nghiệm nhất. Thì có thể cũng vì cái kinh nghiệm đó cho nên tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ông ngỏ lời tôi tiếp tay. Thực sự là ông mời tôi làm MC cho một cái chương trình gây quỹ. Tại vì như phiên đoàn cũng biết là tôi thường đi gây quỹ để cứu trợ các chương trình thương binh. Thì tôi cảm thấy giúp cho người tị nạn thì bất cứ một cái vai trò thì tôi cũng sẵn sàng làm. Thì sau khi mà giúp BPSOS trong vấn đề gây quỹ để cứu trợ cũng như là để tranh đấu cho những nhà xã hội dân sự ở trong nước đang bị kiềm chế đó. Thì tôi được nhận được cái thư của Linh Mục Pino Nam Wong. Ngài là một trong những người giúp đồng bào tị nạn chúng ta từ hơn 42 năm qua ở Thái Lan. Ngài cầu cứu là Lộc ơi, bây giờ cha đâu có ngờ là bây giờ tới mấy trăm người cũng lại vào nhà thờ cha ở. Chắc Lộc và luật sư Trình Hội cố gắng tiếp tay cha đi. Thì tôi có hẹn cha là đến cả gặp tiến sĩ Thắng. Thì hôm đó cha đến và lúc đó tôi mới được biết thêm là không những chỉ có 200 người tị nạn thuyền nhân cũ. Nhớ là đây là thuyền nhân cũ, ở đó 20 mấy năm rồi. Trốn chui, trốn nhủi, lánh trốn khắp mọi nơi, đi làm để kiếm sống ở những cái thành phố nhỏ ở Thái Lan. Bây giờ nghe tin này họ trở về. Và bên cạnh đó thì là những người tị nạn mới. Tôi gọi là mới là bởi vì họ là hậu quả của cái chế độ hiện nay. Những người Tây Nguyên đã bị đàn áp tôn giáo, những tín đồ Tin Lành, những người Hờ Mông, rồi sau đó là những người những nạn nhân Cồn Dầu, Formosa, rồi Formosa, rất đông Formosa, khoảng 200 người bên đó, họ bị đàn áp và họ bị bắt bớ, và dĩ nhiên là có rất nhiều những nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng ở trong nước mà ngay cả cộng sản cũng chưa biết là họ đã ra đi, họ trốn ở bên này. Thì chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ họ. Cho nên khi mà tôi sang, tôi gặp được khá nhiều người và tôi thẩm định được cái tình hình, thì tôi mới cảm thấy rằng đây là một cái công việc phải làm, chứ không nói rằng là nên làm, phải làm. Thì đó là cái một lần nữa tôi cũng cảm ơn BPSOS cũng đã cho tôi cơ hội để được tham dự và đóng góp vào chương trình này. Vâng, thưa quý vị, khi mà Phiến Đan hỏi anh Nam Lộc về những cái vấn đề mà rất là phải nói là rất là, người ta bảo là tị nạn là cũ rồi, không có cũ đâu thưa quý vị. Như anh Nam Lộc đã trình bày với chúng ta là hiện tại bây giờ còn rất nhiều người đang cần cái cánh cửa tị nạn của Liên Hợp Quốc mở ra để cho họ thoát. Nhưng mà tại sao họ đóng lại thưa anh? Dạ vâng, đối với Việt Nam thì khi mà Việt Nam đã mở những cái cuộc bang giao rộng rãi với các nước bên ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ, thì chương trình tị nạn đã đóng từ năm 2008. Họ cho là Việt Nam đã cởi mở và từ Việt Nam không còn
bị ngược đãi nữa, cho nên sẽ không còn tị nạn. Đó là cái quan niệm rất là gọi là thơ ngây của những cái quốc gia tự do. Họ quên rằng một khi còn một đất nước là cộng sản, tức là độc tài đảng trị, thì thế nào cũng có sự áp bức. Thế nhưng mà đó là trả lời câu hỏi Việt Nam, thì gần như là họ đã đóng cửa ở bên Việt Nam từ năm 2008. Có chăng họ mở ra một cái chương trình gọi là P1, tức là Priority 1, là cho những người bị đàn áp về chính trị, một số gọi là từng trường hợp một, thì Việt Nam thấy thỉnh thoảng cũng có một số người được đưa sang Hoa Kỳ. Vâng, thế thôi, chứ còn mà một cái chương trình tập thể không còn. Tuy nhiên tội nghiệp là cho những người ở Việt tị nạn Việt Nam ở bên Thái Lan là ngay cả cao ủy tị nạn họ cũng bị tràn ngập bởi các tị nạn ở các nước Trung Đông hay là các nước Phi Châu. Cho nên họ cảm thấy những người Việt Nam này không có khổ bằng những người Trung Đông hay Phi Châu. Họ chết nhiều, họ bị đàn áp gọi là quá nặng nề, cho nên họ xem rằng là trong số những người nguy hiểm đến tính mạng thì những người này nguy hiểm hơn, cho nên cái ưu tiên để được cứu xét để trở thành người tị nạn đối với cao ủy, đặc biệt ở cái vùng Đông Nam Á hay là Bangkok đó, thì người Việt Nam mình bị thấp, không so với những người kia, cho nên thỉnh thoảng mới được chấp thuận. Thế nhưng mà vì không được chấp thuận cho nên họ sống vất vưởng, không được phép đi làm, không được phép đi học. Và thậm chí từ giờ cho đến cuối năm, Thái Lan còn đưa ra những cái sắc lệnh để mà cấm đoán người ta cho người Việt thuê nhà. Thì thưa cô, đó là những cái khó khăn mà người Việt mình đang phải đối phó. Trước đây thì có những cái người Việt bị kẹt lại phiêu luật Tân, thì luật sư Trịnh Hội cũng như là tổ chức Voice đã làm việc liên tục để mà đem họ hết được sang Hoa Kỳ cũng như là sang Canada cũng như bên Úc Châu. Nhưng bây giờ thì là những người tị nạn mới. Vâng, thưa quý vị, những vấn đề của xã hội và những vấn đề của một cộng đồng, quả thật chúng ta, nếu chúng ta không có nhìn thấy thì thôi, chúng ta nhìn thấy thì chúng ta thấy rất là buồn. Bởi vì cả một cộng đồng rộng lớn trên thế giới, những người tị nạn của chúng ta trưởng thành và thành đạt ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta vẫn bất lực trước những cái làn sóng những người tị nạn lại phải vượt thoát ra khỏi đất nước để mà đi tìm cái con đường tự do. Nhưng mà họ bây giờ rất là khổ, bởi vì khi Phiến Đan đọc những cái bản tin từ Hội Cứu Người Vượt Biển của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, mặt sóng, và xem những cái bản tin mà từ những các nơi người ta gửi về đó, thì mình cảm thấy mình rất là buồn, là bởi vì mình không có khả năng để mà làm được hết tất cả những cái gì như anh Nam Lộc còn có cơ hội để đi đến đây đến đó, anh có thể giúp bằng mọi cái phương tiện với cái khả năng của anh. Nhưng mà chúng ta là tập thể người tị nạn ở bên ngoài, chúng ta có khi những cái vấn đề quan trọng, những vấn đề sinh hoạt chung quanh của mình, hàng ngày của mình và gia đình của mình, đôi khi mình không có nhìn thấy. Bây giờ còn rất nhiều người khổ vô cùng, nhưng sẽ có một cái trường hợp, và có những trường hợp khổ hơn những trường hợp đó mà anh Nam Lộc đã viết một cái bài viết mà làm cho em phải nói là Phiến Đan rất là xúc động. Anh nói là đoạn trường Tuyết Nga còn hơn cả đoạn trường Tân Thanh. Thế thì cái điều đó nó xảy ra như thế nào? Câu chuyện của chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày cho quý vị, để quý vị thấy rằng là nếu quý vị nào biết được hoặc là chưa biết, chúng ta nghe để mà chúng ta lắng lòng. Vào trong cái mùa Giáng sinh năm nay có rất là nhiều người hạnh phúc. Chúng ta có những cái cây nến Giáng sinh, chúng ta có những cái cây thông rực rỡ đèn, và chúng ta có những cái cổ bàn rất là đầy để mà chúng ta cùng với gia đình an hưởng những cái điều đó. Nhưng ngoài kia, cánh cửa bên ngoài, có những người homeless rất nghèo, rất khổ, nhưng họ không khổ bằng một người tị nạn vừa mới gia nhập cộng đồng Hoa Kỳ và khổ vô cùng. Nếu chúng ta biết được, chúng ta sẽ thấy mình sẽ làm gì để giúp họ. Phiến Đan xin tạm biệt quý vị, và cái câu chuyện của chúng tôi sẽ tiếp tục vào phần 2 ở tuần sau. Nếu chúng ta đang chờ đón mùa Giáng sinh thì xin quý vị gửi một lời cầu nguyện cho những người bất hạnh. Phiến Đan xin chào tạm biệt và hẹn quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phần 2 nói chuyện với nhạc sĩ Nam Lộc vào chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.